Vâng, lại là em Huấn Phạm đây. Tiếp tục chương trình chia sẻ về các cái dòng sản phẩm hàng Nhật bãi cũng như là hàng Hàn Quốc. Đấy, thì hôm nay em Huấn xin trân trọng lên cho anh chị em cái dòng sản phẩm đó là Atomat chống giật chống chập, hàng của Nhật cũng như là hàng của Hàn cũng như là dây điện hàng của Nhật anh em các bạn nhé. Thì anh em chúng ta cùng đi vào chi tiết video. Mọi nhu cầu mua sắm thì anh chị có thể kết bạn Zalo đuôi 3 con 9 để được tư vấn. Trên video thì em đã báo giá trực tiếp, nhưng anh chị cần tư vấn thêm thì có thể là kết bạn Zalo để được tư vấn, hoặc là điện thoại, hoặc là đặt hàng trực tiếp trên tin nhắn. Rồi xin mời anh chị cùng đi vào chi tiết sản phẩm cùng với em. Em là Phạm Huấn, đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Đấy, rất vui khi được gặp lại anh các chị. Vâng, trên màn hình anh chị các bạn đang quan sát đây, đầu tiên em xin giới thiệu anh chị cái dòng sản phẩm siêu phẩm dây điện Nhật anh chị em các bạn nhé. Đây, ổ dây và ổ điện Nhật, hàng này là hàng 5m anh chị em nhé. Độ mới của nó thì còn tới 95%. Hàng này là hàng gần như là tồn kho. Đấy, chỉ có bụi bặm thời gian thôi, vẫn còn chưa qua sử dụng. Đó, ổ này thì được tích hợp luôn cho anh em là một số các cái chức năng. Đây thì em sẽ đi vào chi tiết nhá. Ví dụ như cái ổ này là nó có chức năng là xoay này. Anh chị em có thể xoay như này, gọi là xoay 180 độ được. Đó, là cái ổ cắm. Đấy, cái ổ cắm này, đấy cái phích này. Còn đây cái ổ cắm này thì là anh em khi mà chúng ta cắm vào là như này. Đó, cắm vào như này, sau đó chúng ta xoay như này là nó sẽ vào lấy khóa, anh em không thể rút ra được đâu. Nó rất là chặt luôn anh em nhá. Đấy, đánh đu cũng không ra được, anh em có lôi mạnh cũng không ra được. Anh em xoay nhẹ như này, anh em rút nó sẽ ra luôn. Đấy, chức năng của nó là ổ khóa anh em nhá. Đấy, anh em nghe thấy tiếng tách chưa? Đấy, tách cái này khóa vào này. Đấy, anh em có thể vặn ngược vặn xuôi đều được này. Đó, ổ thì cực kỳ là mới luôn anh chị em các bạn nhá. Dây là dây 2 chấm nhá. Đây, thương hiệu Z của Nhật này. Đấy, công suất chịu đựng của nó là 1500W này, anh chị em quan sát này. Đây. Đấy, 1500W này. Đấy, thương hiệu Z này. Đấy, ổ của nó là 15A anh chị em nhá, dùng cho điện 220 của Việt Nam mình thoải mái luôn. Đấy, dòng này thì bên em đang bán là 200.000 anh em nhá. Đấy, còn nói thẳng với anh chị em luôn là trên thị trường cũng rất là nhiều đơn vị bán, có những đơn vị thì họ bán chỉ có 130.000, 150.000 hoặc 170.000 thôi. Nhưng nó cũng tùy vào chất lượng của ổ và của dây. Đây, như hàng của bên em thì anh chị em xem, nó còn trắng bóc luôn, còn rất là đẹp. Đấy, nên cái giá nó sẽ cao hơn một tí, nhưng mà đổi lại thì cái chất lượng thì anh em yên tâm sử dụng này. Đó, cắm ra cắm vào rất là chắc chắn luôn anh chị em thấy không? Đấy, xoay lẫy cái là ok luôn. Rất là ngon lành, cành đào luôn cho anh em các bạn nhé. Bên em bán là 200.000. Anh chị em lấy từ 2 cái trở lên thì sẽ miễn phí ship, tức là 2 cái là 500k. Đó, à 2 cái là 400k miễn ship anh chị em nhé. Đó, thì dây này bên em cũng đang rất là nhiều hàng. Đấy, đang đợt này về rất là nhiều hàng luôn để phục vụ anh em các bạn này. Đây, đó, bỏ ra một ít để giới thiệu đến anh em. Tiếp theo thì em trân trọng giới thiệu đến anh chị em cái CP. CP này là ELCB anh chị em các bạn nhé. Đó, dòng này là dòng đây ELCB này. Đấy, ELCB. Dòng này thì của nó là cả chống chập, cả chống giật, cả quát tải luôn. Made in Korea anh chị em các bạn nhé. Đây, Made in Korea này. Đó, Made in Korea luôn. Hàng ELCB của Hyundai. Đây, anh chị em quan sát này. Vỏ hộp này. Đấy, trong ngoài toàn chữ Hàn hết anh em các bạn nhé. Hàng này là hàng mới 100% nhé. Đấy, chứ không phải là hàng cũ nhé. Hàng này là hàng mới tồn kho 100%. Đây, đấy, mã tem, mã vạch các thứ này. Hyundai này. Đây, em bóc hộp cho anh chị em xem này. Đó, đây nhá. Có ốc bắt vít này. Đấy, rồi ốc bắt dây này. Đây, hàng đây. Đấy, thương hiệu của Korea này anh chị em xem này. Đấy, Made in Korea Hàn Quốc này. Đấy, chống cả chống chập, cả chống giật, cả quá tải luôn anh chị em nhé. Đấy, chúng ta dùng con này thì cực kỳ là ok này. 40A này. Dòng dò của nó thì là từ 30 và 15 này. Đấy, từ 15 đến 30mA. Đấy, cái dòng dò cực kỳ là nhạy và chuẩn luôn cho anh em các bạn sử dụng này. Đấy, dòng này bên em đang bán là 250.000 một con anh chị em các bạn nhé. Đấy, nếu mà anh chị em mua một con thì mất phí ship nữa là 20.000, là 270.000. Đấy, còn anh em mua hai con thì sẽ miễn phí ship. Đấy, còn bác nào mà cần có hộp này thì mình cộng thêm cái vỏ hộp này vào. Vỏ hộp này là 20.000 các bác nhé. Đấy, vỏ hộp này thì em không lấy lãi luôn. Hộp nó cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đây, đó, vỏ hộp này thì em không lấy lãi đâu, là bán cho các bác dùng thôi. Nói chung là gia đình mà dùng con này thì quá đẹp và xịn sò luôn anh chị em các bạn thấy không? Đấy, át rất là đẹp luôn nhá. Đấy, át là át mới cho nên là anh em chúng ta dùng thì khỏi phải nghĩ luôn. Đấy, có cả vỏ hộp cho anh em thì anh em dùng nó rất là tiện và an toàn, cũng như là mang cái tính chất thẩm mỹ rất là cao. Đấy, dòng này thì bên em bán rất là tốt,
250.000 một con. Anh em lấy cái vỏ này thì cộng thêm 20.000, lấy một con thì cộng thêm 20.000 để ship nữa. Còn anh em lấy từ hai con trở lên thì vẫn được miễn phí ship đó. Thì anh em các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ. Ngoài ra thì bên em còn phân phối rất là nhiều các dòng Atomat của Nhật. Nhưng nay em lên riêng một cái video cho anh em giới thiệu một số cái mặt hàng của bên em. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị em ở video sau nhé. Mọi nhu cầu mua sắm anh chị em có thể liên hệ.